Số 10 là khai trương rồi mọi người ơi. Xin chào mọi người, đây là Minh Trường đây. Và chỉ còn vài phút nữa thôi là chính thức cơ sở số 10 Đại La khai trương. Và mọi người ơi, mọi người có thể thấy ạ, rất là nhiều khách đã sắp xếp từ tối ngày hôm qua. Đấy, và sáng ngày hôm nay chính thức 8 giờ bên em sẽ phát voucher trực tiếp cho tất cả 300 khách hàng xếp hàng đầu tiên, để xem hôm nay tất cả khách hàng nào may mắn sẽ nhận được voucher 2 triệu, 1 triệu, 500% mọi người nhá. Theo mình nhau. Mọi người ơi, và bây giờ thì mình sẽ phỏng vấn qua một chút như anh em mà ngày hôm qua đã đến sớm, tức là đến sớm hơn với mọi người đúng không? Anh em đến đây từ lúc mấy giờ nhỉ? Đến từ 8 giờ. Tất cả những khách hàng ngày hôm nay đến xếp hàng, cụ thể như các anh em ở đây, chắc chắn luôn là những cái voucher mang cái giá trị rất là to, tại vì anh em đã xếp hàng từ rất là sớm. Anh em có mệt không? Tí cầm voucher là khỏe ngay. Anh em mệt không? Em thấy bình thường. Và một lời cảm ơn tất cả khách hàng suốt từ đêm hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay đã đến cơ sở số 10 La và đứng xếp hàng ở đây. Ok mọi người ơi, mọi người đã sẵn sàng để nhận voucher trực tiếp ngày hôm nay tại cơ sở số 10 Đại La chưa? Trên tay đây chính là vali quyền lực của hai em. Và trong này thì voucher mọi người có thể nhìn thấy đây ạ, voucher 2 triệu, 1 triệu, 500, 200 và 100. Và bây giờ em sẽ cầm voucher và phát trực tiếp đến tay từng khách hàng trong buổi sáng ngày hôm nay. Và 2 triệu đầu tiên sẽ dành tặng cho em. Và cái cảm nhận đầu tiên của em khi nhận voucher 2 triệu như thế nào nhỉ? 3 lần như 1 à? Ồ, vậy là có cái kia vậy. Em cảm thấy nào khi nhận được voucher 2 triệu mua sắm miễn phí tại hai em? Em thấy rất sướng ạ. Rất là sướng ạ. Mọi người hay đồn là bảo là bên anh thuê người xếp hàng ấy, thì em có được anh thuê đây không? Không ạ, đúng từ tối qua giờ tầm 10 tiếng anh ạ. Đứng từ tối qua đến bây giờ là 10 tiếng đồng hồ để nhận voucher như thế này rồi. Đấy, và voucher tiếp theo mình tặng cho bạn, quá xứng đáng luôn. Cho anh xin một chút cảm nhận của em ngày hôm nay nhận voucher bên anh được không? Tình cảm ngủ luôn mọi người ạ. Và tiếp theo đây em sẽ phát voucher trị giá 1 triệu đồng. À, 1 triệu anh gửi cho em. 1 triệu này, 1 triệu dành cho em nhá. Vui không? Vui không? Xứng đáng không? Thấy xứng đáng không? Tâm, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Hơn đi làm luôn 18.000 một giờ. Bây giờ qua đây một tí thôi, nhận ngay 200, 1 triệu, 2 triệu. Mọi người ơi, ai chưa nhận được voucher không? Hãy đến trực tiếp đi, vì voucher vẫn phát liên tục cho mọi người. Đây, tất cả anh em đang phát voucher. Phát voucher, nhận 2 triệu xong, bất tặng voucher, phụ kiện tiếp luôn. Qua là qua được tặng. Và đây là không khí mua sắm trong ngày khai trương tại cơ sở số 10 Đại La. Và cái lưu ý là gì ạ? Cứ qua là được voucher nhá. Nên là ai mà chưa qua, hãy qua luôn đi mọi người ơi. Rất là nhiều luôn. Ở Đại La sẽ có 2 tầng mọi người nhá. Đây là tầng 1. Đây là tầng 2 tại cơ sở số 10 Đại La mọi người ạ. Toàn bộ tất cả sản phẩm sale sẽ được ở để trên tầng 2 này. Đấy mọi người có thể thấy không khí này. Đây. Đây nào. Đây rồi. Anh Vũ ơi, anh cảm thấy nào khi mở cơ sở Đại La này anh? Tôi nói thật là khai trương nhiều quá. Khai trương nhiều quá. Mà nói thật là hôm nay mà phỏng vấn tiếp thì nói thật là nội dung là trùng hết. Trùng. Và em chỉ khai trương nhiều quá. Em chỉ mong rằng năm nào nhà mình cũng làm 1-2 cái như thế này được không anh? Thôi năm nay 3 cái đi. Năm nay 3 cái đi nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn một chút khách hàng mua sắm hôm nay ở Đại La, xem khách hàng hôm nay có cảm thấy hài lòng với dịch vụ bên mình không nhá. Để xem ai nào. Ở đây. Cậu em biết 8 này. Hôm nay em nhận voucher bao tiền? 2 triệu ạ. Em mua được những gì rồi? 4-5 cái áo ạ. Chưa đủ đúng không? Chưa đủ ạ. Tất cả những sản phẩm 490, anh xem 190. Đấy, thế nên là bình thường mà nhận 2 triệu chỉ mua được có 4 cái đúng không? Nhưng hôm nay 2 triệu, các bạn có thể biết là mua rất nhiều, 10 cái luôn. Đấy, em mua là tổng bao tiền? Em mua tổng là 2 triệu 050 nghìn. Em nhận là voucher bao tiền? Voucher 2 triệu ạ. Đây, bạn nhận voucher 2 triệu
Và bạn ấy mua là 2.050.000 thì em phải trả bao tiền? 50.000 thôi. Trả đúng 50.000 đồng. Lần nào khai trương cũng qua bên nhà em thì anh cảm thấy như nào khi tham gia chương trình khai trương bên em? Vui và đông. Vui. Chúng ta hẹn càng ngày càng đông khách và mở thật nhiều cửa hàng. Ok, em cảm ơn anh rất là nhiều. Em cảm thấy như nào khi nhà mình mở được rất là nhiều cơ sở như này Hiệp? Em cũng mong cơ sở làm mình cũng đông khách như này là được anh ạ. Đúng không? Đây là người mà góp công ở tất cả các cơ sở lớn nhỏ của em. Đó là em Hiệp. Một cái nhân vật mà đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Biết ai không? Anh nhắc em. Dạ. Em cảm thấy như nào? Ôi dồi em thấy nóng quá. Vui không? Vui. Thích không? Rất là thích. Mở thêm không? Mở thêm. Chắc không? Chắc. Em tên là gì? Em tên là Đông thì từ Hà Tây nhá. Các em ơi, hôm nay nhà mình thanh toán không lợi nhuận, các em có thêm mệt không? Mệt nhưng mà vui anh ạ. Mệt không? Không mệt. Ngày hôm nay toàn bộ tất cả những cái voucher mọi người mua hàng sẽ được áp dụng, tức là gì ạ? 2 triệu mua đúng 2 triệu đi về luôn. Mệt không? Không mệt anh ạ. Đây mình sẽ cho mọi người gặp chùm cuối này. U mến đây, U có cảm thấy hạnh phúc khi mình mở được cơ sở không? Vui. Rất vui. Hạnh phúc. U có muốn nhà mình càng phát triển càng ngày càng phát triển và sẽ mở được nhiều số. Đó, chào em. Đây là toàn bộ tất cả đội ngũ anh em nhân viên cũ này. Ông bố thì đây, ông bố thì bỉm sữa này. Còn ông em thì cần lấy vợ này mọi người nhá. Đừng lấy vợ. Đừng lấy vợ. Cảm thấy như nào khi nhà mình mở được nhiều cơ sở em? Ủa em thấy rất là vinh hạnh. Bây giờ cơ sở rất là rộng rãi, mọi người đến mua sắm này thì thích lắm. Từng là nhân viên đẹp trai đến tốt mà bây giờ nhìn xem này. Chúc cho ai hen là luôn luôn là đông khách nhá, càng ngày càng phát triển, càng ngày càng thành công. Đấy. Các bạn gì đây? Đây là sữa bị mê. Chiến có mong muốn là nhà mình mở thêm nhiều cơ sở không? Bây giờ em muốn là hai anh càng ngày càng phát triển này mọi người ơi. Còn đồng hành cùng anh không? Có đồng hành cùng anh ơi. Chắc chắn không? Đi hết cuộc đời luôn nhá. Ok chưa? Đình Chiến đi hết cuộc đời cùng hai hen. Để tôi cho mọi người biết là hai hen được gọi là một gia đình là như nào nhá. Đây là bé nhân viên hai hen được sinh ra, gọi là bố làm nhân viên cũ ở đây nhá mọi người nhá. Em Diệp rất là xinh, ăn kem này, Thắng này, tất cả nhà mình đều là nhân viên cũ. Ăn kem trước cổng ơi, đây, em ăn kem thấy ngon không? Ngon lắm. Chắc chắn không? Đến đây ăn kem thôi mọi người ơi. Đôi lời em muốn nói là thật sự là đến đây hôm nay là rất là hoành tráng, chỉ biết chúc anh Vũ là ngày càng phát triển, hai em ngày càng phát triển. Càng ngày càng lớn mạnh. Ok, tiếp tục đây này. Ok. Với âm thế là một người em, là một người đã từng làm việc với sát sườn với sếp của tất cả mọi người ở đây. Chúc anh mình tất cả thôi. Cảm ơn rất nhiều. Cương mà chúc thì nói thật là 64 tỉnh, mỗi tỉnh phải một cái. Quý ơi, anh cầm bỉm đi. Có cơ hội để phát triển trong nghề này thêm một thời gian rất là dài nữa thôi. Vâng. Được bao nhiêu cái thì không quan trọng. Quan trọng là mình làm sao cho nó vừa trải nghiệm. Quay sang người nhá. Cảm xúc thực sự là khi mà qua đây mình vẫn cảm giác như kiểu mình đang là một ngôi nhà hai vé sổ. Qua đây thực sự là muốn vào phát là anh chị ơi vào đi mua hàng đi, chỗ này rất là rẻ, chỗ này đẹp. Đấy là mình nói thật. Đấy là nếu mà để là một người lâu lắm rồi mình không bán hàng. Nhưng mà mình ra qua đây mình vẫn còn cảm giác đấy. Thế nên là nếu mà anh em mình đang ở xem clip này thì nhà mình khai trương. Hiện tại hai vé sổ vẫn khai trương rất là nhiều các cơ sở, nên là mình cứ qua nhá, qua trực tiếp số 10 Đại La là cơ sở gần lớn nhất và mới nhất, to nhất, rộng nhất. Chúc anh của mình và chúc mọi người có một sức khỏe tốt, vừa làm việc tốt này, nên là săn theo tốt. Cảm ơn mọi người. Khai trương nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mọi người nhá. Mọi người hãy qua hay ủng hộ em để em có tiền bỉm sữa để lo cháu em mọi người nhá. Bye bye mọi người. Nhớ cái số 10 Đại La, 20 Hà Nội để mua sắm mọi người nhá.